không biết qua phà là phà gì nữa anh em, mà đi qua Cần Giờ nha. Đi đường kia thì mất 10 cây, đi phà lời 10 cây tốn 100 ngàn, đi đường kia mất phí mất 50 ngàn. Giờ muốn đi đường nào? Xong thôi. Đó giờ mới đi phà này, đi qua Gò Công lần đầu tiên. Vì là tính ra là đi đi Mỹ Tho, đi đường này gần, cũng gần. Đổi giao đường này kia chân Gò Công ra ngay chân cầu xã như ở dưới xã Gò Công này. Qua đây chiếc 100 ngàn anh em, xe mình có tháng 9, tháng 8 tải 2 tấn mấy, tháng 6 trọng tải 2 tấn 6, chở hàng đó tháng 8. Về miền Tây trải nghiệm được trải nghiệm miền sông nước cho anh chị chị em. Rồi, ngày mới chúc anh chị cô chú gần xa trong nước ngoài nước nhiều sức khỏe nha. Xem kênh xe tải Ngoan Vlog nhé, đăng ký kênh nha anh chị để có tương tác nhiều video mới cho anh chị xem nha. Này chạy sóng lên nghe chân chỗ cái dò lại nó, xong rồi đưa xuống ngay được để sẵn là
Tiếp tục đi thẳng qua bến đò bà nhờ vào đường An Khương Thới. Không lấy ngày lại sao lên trận. Lấy lấy cái đất trên bà cái anh ơi. Đó, anh đi tiếp đường An Khương Thới 4 km nữa. Cay thiệt. Bên này nó sập cái lỗ. Sập cái lỗ bên này mới đau chứ. Tới nha anh chị ơi, mấy lâu nay mới biết cái phà này luôn á trời. Chứ trải nghiệm một đoạn qua phà miền Tây cho anh chị xem tạm video tại đây luôn anh chị ơi. Cảm ơn anh chị đã xem video nha.